Xin kính chào toàn thể anh em đam mê audio đã cùng quay trở lại với Audio HN. Ngày hôm nay tôi tiếp tục mang đến cho anh em một series về top 3 những con giải mã ở phân khúc hạng cao, giúp anh em trải nghiệm những chất âm tốt nhất, và cũng như là rất nhiều anh em chuyên nghiệp ưa thích những cái con DAC 32 bit như thế này. Và ở đây thì có sự góp mặt của ba hãng riêng biệt nha anh em nhé, ba hãng riêng biệt đấy. Ở cái video trước thì tôi thường đề cập đến hãng Suka Audio, nhưng mà ở cái video này thì tôi đặc biệt tôi phải giới thiệu ra ba hãng riêng biệt đấy, để tránh cho anh em nghĩ là tôi thiên vị cái Suka Audio quá đấy. Thực ra nó có rất là nhiều hãng, nhưng mà tôi chọn ra ba hãng cao cấp nhất đấy, ổn định nhất và có chất lượng tuyệt vời nhất để giúp anh em cải thiện chất âm nó đảm bảo ok nhất đấy. Nhất là khi anh em nghe những giải nhạc, những bài nhạc lộc lét, những bài nhạc cao cấp, nó được thú vị hơn, cũng như là cái độ chi tiết nó cao cấp. Thì ngày hôm nay tôi sẽ phân tích chi tiết về ba con như thế này đấy. Thì ở đây anh em có thể là thấy ở trước mắt chúng ta, đó là ba con DC đều có thông số, đó là 32 bit, 768kz và hỗ trợ nghe nhạc DSD 512 đấy. Cùng một thông số như tại sao nó lại cho ta ba cái giá khác nhau đấy. Đầu tiên đó là con FX Audio D01 đấy. Con này thì cũng được mới cho ra thị trường không lâu lắm đấy, mới đây thôi. Thì con này người tiền nhiệm của nó chính là con X7 nha anh em nhé, chính là con X7, và nó được nâng cấp lên là D01. Thì con này mình có thể giới thiệu qua cho anh em đấy, đó là mặt phía trước là mặt kính và các cái nút volume tích hợp đầy đủ, mặt toàn bộ là nhôm phay xước nha anh em nhé, nhôm phay xước dưới có chân luôn luôn có chân cao su chống rung đấy. Và đằng sau anh em có thể thấy là đầy đủ các cổng kết nối đấy. Ba con đều có đầy đủ cổng kết nối như nhau. Đây để mình cùng quay ba con lại cho anh em xem đấy. Đều có đầy đủ này, cổng quang, cổng USB đấy. Anh em có thể thấy cổng quang optical, cổng USB đấy, cổng Bluetooth đấy, cổng đồng trục, ba cổng để mình lấy nguồn nhạc. Và nó xuất ra đó là JBL Audio đấy. Anh em thể thấy ở đây là cổng nguồn đấy. Ba con đều như nhau anh em nhé, đều có những cái cổng vào và cổng ra tương tự nhau, không hơn gì nhau về các cái cổng đấy. Thì bây giờ tại sao nó lại có cái giá cách nhau xa đến vậy đấy. Ví dụ như là con FX Audio như thế này đấy, D01 nó có giá là 3,5 triệu anh em nhé, 3,5 triệu. Thì mọi mặt về tính năng của nó thì anh em đã biết là 32 bit, 768kz và hỗ trợ DSD 512 đấy. Con này là một con trong phân khúc 32 bit mà được rất nhiều anh em tin dùng đấy. Thứ nhất là nó độ ổn định nó cũng rất là đảm bảo. Thứ hai là cái giá của nó đấy, cái giá của nó cực kỳ mềm so với những con trong phân khúc đấy. Giá của nó chỉ có 3,5 triệu nha anh em nhé, 3,5 triệu đấy, nó không quá cao, thế nên là được rất là nhiều anh em ưa chuộng con D01. Và tiếp theo đó là một hãng quá quen thuộc, đó là Suka Q6 Pro đấy. Con này là một con rất là hot, phải nói là cực kỳ hot. Tiền nhiệm của nó là con Dark Q6 anh em nhé, đó là con Dark Q6. Nhưng bây giờ hiện tại nó đã được nâng cấp lên Dark Q6 Pro đấy. Con Dark Q6 cũ thì nó rơi vào là 3,850 triệu thì phải, 3,8 triệu. Còn con đã được nâng cấp lên thì nó có giá là 3,950 triệu. Đấy, con này là 3,950 triệu, chỉ cao hơn có một chút thôi, nhưng mà nó đã được nâng cấp lên về cái tần số lấy mẫu cũng như là các cái hỗ trợ DSD đã được nâng cấp lên đấy, rất là nhiều đấy.
phải nói là con chip nó, con chip của Suka Audio thì anh em có thể hiểu qua những cái video mình đăng, đó là được sử dụng những cái con chip được lấy từ các, nhập từ các nước như là Nhật Bản, đấy, Nhật Bản này, châu Âu, Mỹ, đấy, thế nên là hoàn toàn đảm bảo. Đấy, mình phải nói là cái độ ổn định của con Q6 Pro, đấy, hay nói chung đó là hãng Suka Audio, cái độ ổn định nó rất là cao. Mình phải nói là mình không chê nó được, không chê nó được. Từ cái vẻ bề ngoài anh em có thể thấy là nó rất là đẹp, vẻ bề ngoài nó rất là đẹp. Đấy, cho đến cái độ ổn định của các con chip của nó, khi sử dụng chúng ta về lâu về dài, tôi phải nhận xét là rất nhiều anh em, đấy, rất nhiều anh em sử dụng, nhưng mà tôi chưa thấy cái sản phẩm Q6 Pro nó phải đưa lại về tôi để bảo hành. Đấy, phải nói là độ ổn định nó rất là cao. Đấy. Thì tiếp theo đó là một con Topping D50S. Con này thì là nó lại, anh em có thể thấy cái giá nó quá vượt trội. Đấy, con này tận 5 triệu. Tận 5 triệu anh em nhá. D50S của Topping tận giá tận 5 triệu. Cách xa con Q6 Pro và con FX D01. Đấy. Con D50S này có cái giá nó phải nói là rất là cao. Đấy. Như tại sao vậy? Anh em thể khi anh em cầm so sánh nhá, cầm so sánh giữa cân nặng của con Topping D50S và cân nặng của con Q6 Pro hoặc là con D01, nó khác nhau, rất là khác nhau anh em nhá. Mình cảm nhận là con Topping này nó có cân nặng khối lượng nó lớn hơn. Đấy, hình như là lúc ấy mình vừa xem nó là hơn 600 gram phải vậy, hơn 600 gram. Khá nặng so với hai con này. Đấy. Anh em có thể thấy là hai này có vóc dáng nó lớn hơn con Topping D50S nhưng mà con này lại nặng hơn. Đấy. Anh em có thể thấy là các cái mẫu thiết kế nó đúc nhựa, đúc nhôm nhôm nguyên khối anh em nhé, nhôm nguyên khối. Đấy. Góc cạnh rất là mượt mà, phải nói là cực kỳ mượt mà. Đúc nhôm nguyên khối, màn hình OLED, màn hình OLED cực kỳ cao cấp. Nói chung là về thiết kế bên ngoài của con này thì chấm hết rồi. Tôi phải nói là không có điểm nào để chê được. Không điểm nào để chê được. Màn hình thiết kế các thứ này rất là đảm bảo. Đấy, chắc chắn. Cầm nó lặng tay. Đấy, biết giá tiền luôn. Đấy. Thì tại sao nó cùng phân khúc nhưng mà giá nó lại khác nhau hoàn toàn đến vậy? Thì không đơn thuần là nó cái vẻ bề ngoài nó đẹp hơn, cũng như là chắc chắn hơn, lặng hơn. Nó còn có nguyên nhân khác, đó là thứ nhất, cái con Topping D50S này đã được cấp bằng chứng chỉ xác nhận của Mỹ. Đấy, anh em phải biết là cần có cái bằng chứng chỉ xác nhận của Mỹ nó rất là khó khăn, rất là khó khăn. Đấy. Một trong những con được xuất đi các nước châu Âu, Mỹ. Đấy, phải nói là khó khăn thì nó mới có những cái bằng chứng chỉ thế. Và chất lượng nó phải hoàn toàn đảm bảo. Đấy, hoàn toàn đảm bảo. Và anh em có thể nhìn thấy cái chữ Hi-Res Audio ở đây, Wireless, Hi-Res Audio Wireless nữa. Anh em có thể thấy là cái chứng chỉ này, cái tem công nhận này, đó chính là công nhận về cái độ thử nghiệm. Khi người ta thử nghiệm cái con Topping này, cũng như anh em tưởng tượng như người ta thử nghiệm một con ô tô. Đấy, người ta sẽ cho đâm đụng rồi là các kiểu. Thì ở con này người ta thử nghiệm cái độ ổn định nó chạy này, khi chúng ta chạy các con chip, con mạch người ta thử nghiệm. Đấy, rất là kỹ càng. Đấy. Thì ô tô người ta thử nghiệm các cái về đâm đụng này, các tính năng an toàn này, giải trí này, thì con này nó cũng thế, nó cũng được trải nghiệm thử nghiệm về các cái độ ổn định này, các con chip nó chạy nó có ổn định không hay là tốt hay không. Đấy, con này được thử nghiệm qua rất là nhiều. Đấy. Tôi phải công nhận là đắt nhưng mà nó sắt ra miếng. Đấy, phải nói là đắt như sắt ra miếng. Một con Topping D50S 32 bit, 768 kHz, hỗ trợ DSD 512. Đấy, cực kỳ đắt nhưng mà phải nói là chất lượng của nó thì đã được chứng nhận, đã được chứng nhận trên thế giới nha anh em nhé. Phải nói là thế giới, bởi vì các nước Mỹ này, châu Âu này,
đấy, hay như Nhật Bản này đã chứng nhận, phải nói là con D50S cực kỳ cao cấp, tôi không chê được con này, con này thì tôi không chê được. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em 3 mẫu đấy, gọi là top 3 những mẫu DAC trong phân khúc 32 bit, cùng một phân khúc nhá, trong cùng một phân khúc đấy, với nhiều giá khác nhau để cho anh em lựa chọn, cũng như là về cái tính năng sử dụng. Mình và rất nhiều anh em khách hàng đã trải nghiệm những con như thế này và có những lời nhận xét rất là tốt về 3 mẫu sản phẩm đấy. Thứ nhất, giá cả rất là mềm so với một con D01, giá cả rất là mềm. Thứ hai, tính năng tốt, độ định cao, Suica Audio DAC Q6 Pro. Thứ ba, tập hợp mọi ưu điểm của DAC, tập hợp mọi ưu điểm của một con DAC 2N, được chứng nhận HiRes Audio Wireless, được Mỹ công nhận và được các nước trên thế giới công nhận. Con này con rất là đẳng cấp, mình phải nói lại câu đấy, công nhận. Thì mình xin báo giá cụ thể lại cho anh em nắm rõ. D01 có giá là 3.500.000. Q6 Pro 3.900.000, 3.950.000. D50S 5.000.000 đấy. Anh em hoàn toàn có thể tham khảo 3 mẫu DAC tốt nhất trên thị trường như này để anh em sử dụng đấy. Thì hoàn toàn mua hàng bên mình sẽ tặng cho anh em dây quang bãi Nhật của Hitachi cực kỳ xịn. Đấy. Ngoài ra mình còn bảo hành cho anh em 12 tháng. Thì video mình sẽ xin phép được kết thúc tại đây. Anh em nào còn mọi vấn đề thắc mắc cũng như là có những lời nhận xét về 3 sản phẩm này, hoặc là có những mẫu sản phẩm nào cao cấp hơn, có thể là giới thiệu đến với mình, hoặc có thể là bình luận bên phía dưới để giúp mình có những trải nghiệm tốt hơn, cũng như là nhiều anh em khác có những cái trải nghiệm tốt hơn khi xem video, có thể là rút ra được nhiều cái bổ ích hơn. Đấy. Thì video mình xin phép kết thúc tại đây. Anh em hoàn toàn có thể là liên hệ với mình qua địa chỉ ở phía dưới phần mô tả, hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0963411622, hoặc để lại số điện thoại bên phía dưới phần bình luận, mình sẽ liên hệ trực tiếp đến cho anh em. Và video mình xin phép được kết thúc. Xin chào toàn thể anh em và hẹn anh em. Đấy, ở video này mình sẽ hẹn anh em một cái video, vài video mới nữa để đánh giá về những con bộ tiền khuếch đại Preden nha anh em nhé. Vâng, video mình xin phép được kết thúc. Xin chào toàn thể mọi người.